Đây là côn loa anh em nhá. Côn loa nhện đẹp không? Nó là siêu đẹp. Màng loa bát 20. Chị karaoke gia đình. Karaoke gia đình mình phải dùng đúng loa karaoke gia đình. Ai đi dùng loa sân khấu, dùng cục đẩy sân khấu làm gì? Các bác mà dùng không đúng thể loại thì nó không bao giờ hay được. Những cái đồ sân khấu kia nó chỉ được cái nghe to thì nó không bao giờ có độ hay và độ chi tiết. MV Jaguar 203 đẹp, long lanh và xuất sắc. Tại Minh Auto Đông thì chỉ có hàng xịn cục đẩy của Nhật. MV Jaguar cục đẩy của Nhật đó là để dùng để trị cái việc chơi loa karaoke gia đình.